Các em thân mến, hôm nay thầy hướng dẫn các em có một cái câu hỏi là thiết kế một file PowerPoint gồm 8 slide với các layout tương ứng. Một là một title slide. Hai là một title một nội dung slide thông báo nội dung chính. Ba là section thể hiện nội dung. Đấy, các section này thì chúng ta làm như sau. Cái này chúng ta không cần trang chủ cũng được, các bạn có thể làm nội dung như sau nhé, hoặc là trang chủ cũng được. Đây các bạn làm như vào một trang chính này, đấy, mở này nhá. Rồi một title slide, một title slide thì ở đây các em làm trang chủ cho cái title một chút, đấy, nha. Các bạn chọn view này, các bạn chọn view cho thầy, xong các bạn chọn master. Rồi ta xóa bỏ đi hết tất cả những cái master từ dưới này lên. Ta xóa đi nhé, xóa bớt đi. Còn cái compare tí ta, đây compare session này, chúng ta xóa từng cái này đi. Nào, một blank và một cái question. Rồi chúng ta xóa đi nhá, ta chọn này, cái này blank này, cái này section này, vậy thì ta xóa những cái một title, một section header thứ nhất, tạo một sau section header thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa từng cái này cũng là so sánh này nhá. Rồi chúng ta được một cái so sánh này, một cái blank này, header chúng ta xóa bớt những cái dưới này đi. Mà các bạn không xóa cũng được, các bạn tí sau áp dụng sau. Thế bây giờ trong trang chủ này, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thấy này, title slide thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần đóng cái này lại để ta áp dụng sau này. Title slide nhá, thì các bạn sẽ kích vào đây, các bạn chọn đấy, các bạn layout này, các bạn chọn cái title slide đây đấy, thì các bạn chọn vào đây nhá, là rồi phòng chống bão lụt. Rồi xong đấy, các em để nha, trống như thế. Title này các em có thể di chuyển lên trên cho nó đẹp. Rồi bây giờ các em có thể như này, em cho nó màu đấy. Xong rồi câu 2 này, một title một content slide thông báo nội dung. Bây giờ chúng ta lại new slide vào. Nào bây giờ chúng ta áp dụng title content đây. Đấy, để em cho là thông báo cơn bão chuẩn bị đi qua. Dưới này thì các em cho nội dung là các vùng phòng chống bão chuẩn bị đối phó với úng lụt nhé. Rồi tiếp theo là các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đấy, rồi các em tiếp này, Hà Nội phải Thanh Hóa phải Nghệ An gì đấy nhá. Đấy là cái này chính là cái session header và nội dung này. Bây giờ ba cái tiếp theo là nội dung là đây, em nhìn nhá. Cái 1 và cái 2 ta làm rồi này. 3 session slide thể hiện từng nội dung. Session thứ nhất tạo một slide title và chỉ slide thôi. Cái thứ hai là này, cái thứ ba tạo này, đúng không? Đấy thì cái 1 và cái 2 ta làm rồi, thì bây giờ ta sẽ làm section header thứ nhất tạo thể hiện từng nội dung.
sau section header thứ nhất tạo một slide vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ này, ta chọn section vào đây, ta sẽ add section. Đấy, không, ta để xuống dưới này, chọn là add session nhá. Rồi bây giờ này, tiếp theo sau section header thứ nhất tạo một title, một slide, một title only slide. Đấy, session thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ chèn slide vào đây, ta mới nhấp vào đây nhá, em nhấp này, new slide này. Đấy, session này là áp dụng cái gì? Áp dụng là sau header thứ nhất tạo title only slide. Đấy, tạo đâu đâu đâu, các em chú ý nhìn cái này nhá. Rồi nội dung thì các em sẽ chọn, các em chọn vào đây, kích format layout đây, ta xem nào, tạo title only slide, title only slide đây, đúng không? Rồi các em kích là các em chọn là giải pháp phòng chống chống bão đó nhá. Rồi tiếp theo này, xong bây giờ đến session tiếp theo, hai tạo một blank slide. Đấy, tạo một blank slide. Rồi tiếp tục ta add session tiếp theo. Add session. Add session cái này kéo xuống dưới này. Nhá. Rồi trong cái này các em mới là tạo một blank slide new này. Để không, hoặc là chúng ta có thể blank slide đây. Đấy, nhấp này ra nhá. Rồi. Cái thứ ba này, sau session header thứ ba tạo một comparison slide. Bây giờ ta lại chèn tiếp session tiếp, add slide vào đây, đúng không? Xong các bạn lại chèn cho thầy new slide. Bây giờ tạo một comparison slide thì các bạn nhớ này, tạo một comparison slide đây, comparison slide nhá. Rồi bây giờ các em nhấp chuột phải vào đây, chọn layout, chúng ta chọn comparison slide. Đấy, được chưa? Nội dung do các em chọn vào đánh vào. Ví dụ là công việc kế hoạch phòng chống bão. Đấy, các em cho nội dung ở đây. Thế còn nền này thì các em chọn này, format là nền này, các em chọn Sonic này hay cái gì đấy thì các em chọn ở đây nhá. Màu các em chọn bên này cho đẹp, chữ viết thì các em có thể cho lên đây, nhớ chưa? Đấy, cho header vân vân đấy nhá. Chưa? Đấy. Ở cái này chúng ta đã, em cho màu nền này, màu phông nền các thứ, em có thể cho chữ màu đen vân vân, từng cái một nhé, chọn một cái nào các em format border, format background cho thầy, nhớ chưa? Rồi. Đấy, sinh viên tự xây dựng nội dung chủ đề nhá. Rồi, tạo hyper liên kết các session slide với các nội dung trong title content. Thầy không thể đọc được chỗ này được.
chụp cũng không chụp hết này. Đấy, thế bây giờ ta đã xong cái giải quyết câu này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là tạo hyperlink. Hyperlink. Trong section. Trong section. Section header slide. Hiểu rõ được. Rất là khó. Tạo hai phần là liên kết các session live với các nội dung. Liên kết các session live. À, này ví dụ các bạn có thể tạo bằng cách các bạn chèn thêm một cái slide mới. Giống như hôm trước thầy nói slide ẩn đấy. Ví dụ bây giờ thầy chèn thêm một slide mới nha. Nào bây giờ chúng ta chọn New Slide để này lên trên này, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ liên kết với từng section. Thì ví dụ như là các bạn tạo một hai, các bạn chèn chẳng hạn như là nội dung 1 này, 1 đó, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta, hôm trước thầy dạy chúng ta là Insert. Đây. Được chưa? Rồi với tài liệu hiện tại. Đúng chưa? Đấy. Nào. Ở đây này. Nội dung 1. Đấy, phòng chống lụt bão này. Thông báo giải pháp phòng chống này 4 này. Đấy, ví dụ các em chèn nội dung 1 đấy. Nhá. Từng cái một này, từng cái tiêu đề. Rồi bây giờ ta thử xem từng nội dung một. Cơn bão chuẩn bị qua, phòng chống lụt bão đấy. Thì là cái này các em sẽ ví dụ các em là mở chương 1 này, chương 1 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ insert nhé. Đây, đấy, các bạn chọn this document nhá, chương 1. Đấy, các bạn chọn phòng chống lụt bão này. Chưa? Rồi. Xong tiếp tục các bạn xuống một cái là các bạn xóa này đi. Các bạn thêm thêm cái con đấy thôi. Này. Các bạn có thể kích vào trong một cái này được, các bạn cho này. Chương 1. Đặt chọn như thế. Chương 1 nhé. Phải xóa này đi. Chương 1 các bạn chọn copy. Đấy. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Đấy, thầy làm này nhưng mà các em về phải làm lại nhé. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Rồi. Chương 1 insert nào. Đấy, xuống phòng chống lụt bão nhé. Là chương 2 đấy. Đây là chúng ta ghi là phòng chống lụt bão. Hai anh em cũng chèn như vậy.
thông báo cơn bão khẩn cấp đấy. Cái ba thì các em lại chèn tiếp theo đấy, xong hướng năm, chương năm đây, kế hoạch đấy, slide năm là trống nhá. Thế thì lúc đấy chúng ta sợ người đã bảo là thiết lập transition với âm thanh đã cho trong các slide, cái này thì các em tự làm rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bật lên F5 đấy. Em bây giờ chúng ta sẽ bật lên F5. Thầy làm như thế là giải được hết rồi. Đấy, bây giờ nhá, em nhìn này, F5 cái một à, đúng không? Xong rồi các em lại phải có quay về nhá, quay về nhóm cái bài trước đấy để chúng nó, để nó có thể quay về được. Đấy, chúng ta nhấp vào từng cái một. Đấy, đấy, đúng không? Xong lại quay về vậy, đấy. Chương 2, đấy. Rồi. 4 này, 3, 4 này. Nhớ nhá. Thế thầy vừa nói tóm tắt qua cái bài học này. Thì các em đều làm như vậy nhá. Các session là chúng ta đặt như vậy. Mỗi phần thì các bạn áp dụng vào và các bạn chú ý cái bài học này cho thầy. Thầy dạy đến đây chúc các em thành công nhá. Còn nội dung thì các em tự nghĩ cho nó vào. Còn cái này hyperline thì mỗi slide các em lại cho một nút quay về là được. Đấy, như cái bài hôm trước. Thì sau đây là thầy đã trình bày xong. Các em chú ý làm cái bài tập này. Chú ý nhá, đây là cái câu hỏi mà ở bài thi chúng ta chú ý làm này. Chúc lớp mình thi